Đạt Villa chính thức được minh oan vụ pha nữ trộm 400 triệu để donut, chỉ đút túi có 4,5 triệu. Vụ việc donut 400 triệu cho idol Đạt Villa đã kéo danh tiếng của anh chàng xuống mức thấp nhất. Những thông tin xoay quanh vụ việc gần đây khiến hầu hết khán giả của Đạt Villa tỏ ra vui mừng vì thần tượng được minh oan. Vụ pha nữ trộm 400 triệu để donut cho thần tượng có lẽ nên khép lại tại đây. Vào thời điểm giữa tháng 6, hot TikToker Đạt Villa vướng phải lùm xùm liên quan đến việc donut của fan. Cụ thể, một bà mẹ Việt ở Hàn tố cô con gái sinh năm 2007 đã ăn trộm 400 triệu của bố dượng để donut cho thần tượng. Trong những livestream và clip được đăng tải, mẹ và dì cô bé nhắc đến việc cô bé đã donut cho các thần tượng trên mạng xã hội. Bị nhắc tên trực tiếp trong vụ việc, Đạt Villa đã trở thành tâm điểm chú ý. Hàng loạt ý kiến đề nghị TikToker này trả lại tiền. Ngay sau khi sự việc nổ ra, phía Đạt Villa đã nhanh chóng có phản hồi. Quản lý của Đạt Villa khẳng định, phía nam TikToker sẵn sàng đối chất với gia đình để làm rõ về số tiền kể trên. Dù vậy, sự việc vẫn là chủ đề nóng được rất nhiều người quan tâm. Mới đây, quản lý của Đạt Villa, Nguyễn Phương Thảo, bất ngờ tung loạt sao kê liên quan đến vụ fan nữ trộm 400 triệu để donut cho thần tượng. Theo đó, quản lý Đạt Villa cho biết, tổng số tiền mà fan nữ 2K4 tên H nạp vào TikTok là 5,6 triệu won, khoảng 100 triệu đồng, chỉ bằng 1/4 số tiền mà gia đình đã nói là bị H lấy trộm để donut cho thần tượng. Trong số quà tặng cho rất nhiều TikToker, số quà bé H đã tặng cho Đạt là 45.000 kim cương, thực nhận về tài khoản sau chiết khấu của TikTok là 4,5 triệu đồng. Quản lý Phương Thảo viết, lý do sau hơn một tháng vướng lùm xùm, team Đạt Villa mới tung sao kê được quản lý tiết lộ. Tại sao trước đây bọn mình không nói? Tại sao bây giờ tự dưng lại nói? Mọi thứ đều là có lý do cả. Nên những ai trước đây cố gắng giả vờ diễn ấy, bạn là một con rối trong vở kịch thôi nên mới phải diễn theo thiên hạ đấy. Nhưng rất tiếc, những gì bạn cố gắng chỉ là trò cười trong mắt bọn mình mà thôi. Cô nàng còn cho hay, fan nữ này chơi thân với một thành viên khác trong team Đạt Villa, từng đưa tài khoản cho thành viên này để nhờ tăng views. Từ đó, phía team Villa mới đăng nhập được vào lịch sử giao dịch của fan nữ này để làm sáng tỏ mọi chuyện. Về danh tính của nhân vật được cô ghi là diễn theo thiên hạ, Phương Thảo từ chối trả lời, chỉ nói đây từng là một người anh em thân thiết của Đạt. Dưới bài đăng, hầu hết khán giả của Đạt Villa tỏ ra vui mừng vì thần tượng được minh oan. Sau loạt lùm xùm về tiền donut rồi chuyện tình ái, mới đây anh chàng lại khiến khán giả một phen choáng váng khi thử sức với vai trò một ca sĩ. Cụ thể, một đoạn clip ghi lại hình ảnh Đạt Villa đang tập duyệt tại đêm diễn này nhận về nhiều sự quan tâm. Trong video, Đạt Villa đang cầm một chiếc micro đứng trên sân khấu. Anh thể hiện bài May mắn khi có em, nhưng có lẽ vì tông bài hát cao, Đạt Villa không ngân lên được nên Du Thiên đã nhờ ban nhạc điều chỉnh âm thanh. Đây thực chất là một buổi tổng duyệt bài hát, nhưng nhiều khán giả đã lo ngại cho con đường làm ca sĩ đầy chông gai của Đạt Villa bởi giọng anh chàng có nội lực khá yếu. Mặc dù một số vẫn gửi lời chúc động viên, song phần đông cho rằng giọng hát của Đạt Villa không đủ để cho anh làm ca sĩ. Anh chỉ nên hoạt động ở sân chơi TikTok mà thôi. Hát không lên, giả vờ bấm điện thoại xíu đỡ ngại. Bình thường mình hát dở thật mà nghe hát xong mình tự tin hẳn. Đùi chứ đây là hát à, hát gì kỳ vậy trời. Bên cạnh đó, cộng đồng mạng còn đào mộ đoạn clip ghi lại cảnh Đạt Villa cover ca khúc Suy nghĩ trong anh từng nổi đình nổi đám của Khắc Việt. Đoạn clip sau đó đã gây không ít tranh cãi. Trong khi fan của Đạt Villa cho rằng idol của mình là nhất, thậm chí còn đỉnh hơn bản gốc của Khắc Việt, thì dân tình lại kịch liệt phản đối việc Đạt Villa đang có động thái muốn làm ca sĩ khi chất giọng không có gì đặc biệt. Và để khắc phục điều này, Đạt Villa còn tham gia tập luyện thanh cùng giảng viên thanh nhạc. Có lẽ nam idol TikTok thực sự muốn cầm mic lên làm ca sĩ như Chibu đã từng làm. Không biết chừng trong tương lai gần, chúng ta sẽ có một ca sĩ mang tên Đạt Villa.